Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Không có cây nào tốt mà sinh trái xấu, và cũng không có cây nào xấu mà sinh trái tốt. Thật vậy, cứ xem trái thì biết cây. Người ta không hái trái vả nơi bụi gai, và người ta cũng không hái trái nho nơi cây dâu đất. Người tốt phát ra điều tốt từ kho tàng tốt của lòng mình, và kẻ xấu phát ra điều xấu từ kho tàng xấu của nó. Vì lòng đầy thì miệng mới nói ra. Tại sao các con gọi Thầy lạy Chúa, mà các con không thi hành những điều Thầy dạy bảo? Ai đến cùng Thầy thì nghe lời Thầy và đem ra thực hành. Thầy sẽ chỉ cho các con biết người ấy giống ai. Người ấy giống như người xây nhà. Ông ta đào sâu và đặt nền móng trên đá. Khi có trận lụt, dù nước ùa vào nhà cũng không làm cho nó lay chuyển, vì nhà đó được đặt trên nền đá. Trái lại, kẻ nghe mà không đem ra thực hành thì giống như người xây nhà ngay trên mặt đất mà không có nền móng. Khi sóng nước ùa vào nhà, nó liền sụp đổ và nhà đó bị hư hại nặng nề. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Trong kinh nghiệm thường ngày, chúng ta thấy đôi khi có những trái cây nhìn rất ngon nhưng ăn chẳng ngon chút nào. Cũng đôi khi có nhiều lời nói rất hào phóng, rất hào nhoáng, nhưng không mang lại kết quả phấn khích là bao nhiêu, mà còn trái lại nữa. Có nghĩa là nhìn bề ngoài thì cũng chưa chắc biết ở trong nó như thế nào. Chúa muốn chúng ta sống trung thực, tại vì sẽ có một lúc tất cả những sự kiện đó sẽ bộc bạch ra. Những gì chôn kín ở trong nó sẽ được bộc lộ ra bên ngoài. Cũng đôi khi có nhiều người kêu rằng: Chúa ơi, Chúa ơi, mà trong lòng cả là một trời sáo rỗng, chẳng có hề có Chúa tí nào cả. Vì vậy, Chúa chỉ cho chúng ta một cái tiêu chí rõ ràng là người tốt thì sẽ lấy những sự tốt lành từ trong kho tốt của mình, ở trong lòng mình đó. Cũng như người xấu sẽ bộc lộ ra những điều xấu từ trong lòng của mình. Vậy, cái tiêu chí nào để cho chúng ta có thể nhận ra được người tốt mà Chúa Giêsu nói hôm nay? Chúng ta có thể nhờ đến Thánh Phaolô ở trong thư gửi cho Galata để cho chúng ta thấy rằng những người tốt hay là những việc tốt là những hoa trái của Thánh Thần. Hoa trái của Thánh Thần, không biết là còn chúng ta còn nhớ ra không? Hoa trái của Thánh Thần là yêu thương, là niềm vui, là hoan lạc, là từ tâm, là khoan dung, là nhân hậu, là trung tín, là tiết độ. Những cái điều quan trọng nhất mà hôm nay Chúa dạy chúng ta đó là biết được như vậy, nhưng điều cần thiết là phải mang ra thực hành. Chính khi mang lời Chúa thực hành trong đời sống của mình thì hàng ngày chúng ta sẽ làm cho cái cội rễ của chúng ta trở nên vững chắc hơn. Không biết giờ nhìn lại lòng của mình, tôi thực sự
đã sống lời Chúa, tôi thực sự đã thực hành lời Chúa như Chúa muốn tôi làm chưa? Mỗi người chúng ta tự trả lời câu hỏi của mình nhé. Kính thưa cộng đoàn, việc định hướng cho cuộc sống của mình khi bước vào tuổi trưởng thành là một việc làm căn bản và thật cần thiết. Thì việc định hướng cho hành trình đức tin của người Công giáo chúng ta xem ra lại cần thiết nhiều hơn. Bởi khi định hướng không đúng trong công việc, chúng ta có thể gặp thất bại, nhưng chỉ ở đời này mà thôi. Và khi định hướng sai trong hành trình đức tin, chúng ta không chỉ đánh mất bình an trong cuộc đời mà còn đánh mất hy vọng ở cả đời sau. Sự hiện diện của Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay, Ngài dùng hình ảnh cây tốt cho quả tốt và ngược lại để nói lên trước tiên là tính logic, sự hợp lý trong tiến trình sinh trưởng và mang lại kết quả của một loài thực vật. Từ đó, Ngài nối kết với cuộc sống con người. Chúa Giêsu nói rằng, người tốt phát ra điều tốt từ kho tàng tốt của lòng mình. Theo cách tự nhiên, khi chúng ta tốt với ai, thì chúng ta cũng mong nhận lại điều tốt từ người ấy. Chính vì cho như thế, nên có nhiều người không chấp nhận và đôi khi hay than phiền rằng tại sao tôi phóng tốt với người này người khác, tôi làm điều tốt với người kia người nọ mà tôi chỉ nhận lại nơi họ sự vu khống, sự hiểu lầm, những đôi co, phản bội, thậm chí là vô ơn. Để rồi từ đó có nhiều người không còn đặt niềm tin vào con người, và dẫn đến họ cũng mất một phần niềm tin vào đấng mà họ tin thờ. Cho nên cái câu mà ông bà ta ngày xưa hay nói, ở hiền gặp lành, dường như đang nằm trong sự nghi ngờ của nhiều người. Thật ra, với những người có một đức tin rõ nét vào Thiên Chúa, chúng ta cần nhận biết rằng, khi một người sống tốt, thì chắc chắn họ sẽ nhận lại được điều tốt và nhận lại phúc lành, và họ nhận lại từ Thiên Chúa chứ không phải hẳn là nhận lại từ những con người mà họ sống tốt. Điều tốt ấy con người có thể nhận lại từ Thiên Chúa ngay trong chính cuộc đời này, nhưng cũng có khi nhận lại cái phần thưởng của lòng tốt mình sau khi đã chấm dứt cuộc đời này và bước vào đời sau vĩnh viễn. Ngoài ra, giáo huấn của Chúa Giêsu hôm nay cũng cho chúng ta một cuộc phản tỉnh, một sự tỉnh thức để chúng ta có thể làm lại một cuộc chọn lựa mới nếu mỗi người chúng ta nhận ra cái tình trạng cây đời ơn gọi của chúng ta. Nếu chúng ta muốn rằng cây đời ơn gọi của chúng ta từ cằn cỗi trở nên xanh tươi, từ ít trái trở nên sai trái, hay từ một cây xấu trở nên một cây tốt, thì đây chính là bí quyết mà Chúa Giêsu chỉ cho chúng ta ngay trong bài Tin Mừng. Ngài tuyên bố rằng ai đến cùng Thầy thì nghe lời Thầy và đem ra thực hành. Cộng đoàn thân mến, nếu có ai hỏi chúng ta nghe lời Chúa là nghe ở đâu, thì chắc chắn chúng ta sẽ trả lời được ngay, nghe lời Chúa là nghe lời từ Kinh Thánh, từ một cuốn Kinh Thánh. Tuy nhiên, lời Chúa cũng còn được lắng nghe nơi tiếng nói của một lương tâm đã được hấp thụ và nuôi dưỡng bởi đời sống đức tin của người Công giáo. Lời Chúa còn được lắng nghe nơi những biến cố xảy đến trong cuộc sống hàng ngày, những kinh nghiệm, những trải nghiệm trong cuộc đời nhờ niềm tin soi dẫn. Để khi ở giữa những buồn vui, những thành công thất bại, chúng ta tin vào lời Chúa và chúng ta sẽ nhận ra rằng dù ở hoàn cảnh nào thì Thiên Chúa vẫn hiện diện cách sống động, đồng hành trong đời sống của mỗi người chúng ta. Xin gửi lên những câu hỏi rất đơn sơ.
có thể giúp chúng ta phần nào định hướng lại hành trình đức tin của mình và nhìn thấy rõ cây đời ơn gọi của mình giữa lúc mà con người đang sống, đang xen với chết, đang đi tìm để cứu lấy mạng sống giữa những đe dọa của cái chết trong cơn dịch bệnh. Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Tôi đang làm gì? Và quan trọng hơn hết là mục đích cuối cùng của cuộc đời tôi là gì? Xin Chúa chúc lành cho ngày sống mới của chúng ta. Amen. Ông bà anh chị em thân mến, nhà tu đức nổi tiếng người Ấn Độ, cha Anthony de Melo kể một câu chuyện. Có một vị giáo sĩ đến nói với nhà tiên tri: "Xin thầy cầu nguyện cho một đôi vợ chồng trẻ có được đứa con. Đôi vợ chồng này rất đạo đức nhưng lại không có con." Vị tiên tri trả lời: "Tôi thấy rất làm tiếc, bởi Chúa không muốn cho họ có con." 5 năm sau, vị giáo sĩ trở lại thăm đôi vợ chồng trẻ, thấy có tiếng trẻ em trong nhà. Người chồng liền giải thích: "Cách đây 5 năm, có một người hành khất đến cửa nhà, tôi thấy thương họ, mời vào, cho ăn, cho mặc. Sau khi đó, người hành khất chúc lành cho vợ chồng và chúng tôi có 2 đứa con. Nghe thế, vị giáo sĩ trở lại tìm vị tiên tri để nghe lời giải thích. Vị tiên tri mỉm cười nói: "Tôi chỉ có thể nói thế này. Đôi vợ chồng trẻ đã gặp một vị thánh và sự chúc phúc của Ngài đã giúp đôi vợ chồng trẻ có 2 đứa con. Các thánh có cách để làm thay đổi ý định của Thiên Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, câu chuyện này nói với mỗi người chúng ta rằng người thánh thiện luôn tỏa ra những việc lành và có ảnh hưởng đến những người khác. Đây cũng là chủ đề của bài Phúc Âm hôm nay mà Chúa Giêsu muốn nhắn bảo chúng ta: cây tốt thì sẽ sinh trái tốt. Vậy cây tốt là gì và trái tốt là gì? Thưa, cây tốt đó là tư tưởng, đó là tâm hồn, đó là chính bản thân mình. Còn trái tốt là gì? Thưa, là những lời nói và hành động, những việc làm của ta được biểu hiện ra ngoài, như là tha thứ, như là yêu thương, như là hiền lành, như là khiêm nhường. Tất cả lời nói và hành động biểu lộ ra ngoài sẽ giúp cho chúng ta nhận biết rằng người ta đang nói chuyện là tốt hay là xấu, và cũng giúp cho những người khác hiểu được chúng ta là cây tốt hay là cây xấu. Vậy thì làm sao ta có thể trở thành một cây tốt để trổ sinh trái tốt? Thưa, việc đầu tiên chúng ta phải làm đó là đem lời Chúa, nghe lời Chúa và đem ra thực hành và tập thành các nhân đức hàng ngày. Bí tích rửa tội không đương nhiên làm cho chúng ta trở thành một cây tốt nếu chúng ta không biết việc làm và không sống đức tin bằng cách làm những việc cụ thể. Tôi nhắc lại, bí tích rửa tội chúng ta chịu từ bé không đương nhiên làm cho chúng ta được trở thành cây tốt, nhưng là phải sống đức tin bằng những việc làm cụ thể. Ngay cả linh mục chúng tôi, các tu sĩ, các chủng sinh, các dự tu cũng không phải và chưa chắc đã là cây tốt. Muốn trở thành cây tốt, chúng tôi cũng phải đổi mới cuộc sống hàng ngày và phải sám hối mỗi ngày, không thể khác được. Vẻ bề ngoài của chúng ta rất dễ đánh lừa người khác. Những lời nói bóng bẩy, những cuộc sống giả hình, không khớp lời nói và hành động, dễ làm và có thể làm cho chúng ta trở thành những tiên tri giả. Những người mà Thiên Chúa đã kết án, họ là những người tiên tri giả. Vậy thì lúc này chúng ta thử kiểm tâm lại: tôi là cây tốt hay là cây xấu? Rất có thể chúng ta là những cây trổ sinh nhiều lá, nhiều hoa,
nhiều cảnh, sum xuê lắm, nhưng lại không có trái tốt. Và nhiều khi chúng ta lại trổ sinh ngay cả những trái xấu. Bởi vì tất cả những hành động, lời nói chúng ta làm vì mình, những việc làm chúng ta làm vì mình chứ không phải vì Chúa, không phải vì anh em. Thánh Giáo Hoàng Phaolô VI đã nói, tất cả những điều tệ hại cũng đều phát xuất từ trong đáy lòng mà ra. Nhưng ngược lại, những điều cao cả và những điều cao thượng cũng xuất phát từ trong tâm hồn mà ra. Vậy thì, trong những lúc bôn ba của cuộc sống hiện nay, chúng ta mỗi ngày hãy dành thời gian để chăm sóc ngay khu vườn tâm hồn của chúng ta. Làm sao để cho cây tâm hồn chúng ta trở thành cây tốt để sinh trái tốt? Bằng cách chúng ta nghe lời Chúa và đem ra thực hành, nhất là xin ơn Chúa Thánh Thần tác động vào tâm hồn chúng ta, để khi lòng chúng ta tràn đầy Chúa Thánh Thần thì tất cả những công việc, những lời nói chúng ta nói ra ngoài nó sẽ ổn, và chắc chắn đời chúng ta sẽ trổ sinh quả tốt. Hôm nay chúng ta cầu nguyện cho hai cha giáo Francisco Xavier và Phêrô. Giống như đầu lễ Đức Giám Mục đã nói, và tôi cũng khẳng định, các ngài chắc chắn là những cây tốt, bởi vì các ngài đã để lại nhiều trái tốt qua việc giáo dục, qua những gương hy sinh, qua một đời sống khiêm nhường phục vụ. Ngay cả khi sống ở nước ngoài, các ngài vẫn hướng về giáo phận, vẫn cầu nguyện cho giáo phận và phục vụ giáo phận với cách này hay cách khác. Và hoa quả đã để lại cho giáo phận rất nhiều trái tốt. Tổng giám mục, giám mục, linh mục, tôi không phải là học trò của các ngài, nhưng có dịp nói chuyện với các linh mục và những anh em cựu chủ tịch Teresa Long Xuyên, các anh em đều nói các ngài là những cha giáo rất tốt. Chúng ta xin Chúa đổ tràn tình yêu xuống trên các ngài và tha thứ cho các ngài nếu các ngài còn lầm lỗi. Và xin hai cha giáo khi về nước thiên đàng cũng nhớ đến chúng con và cầu nguyện cho chúng con cũng trở thành những trái tốt, trở thành những cây tốt để tiếp tục phục vụ giáo phận. Amen. Kính thưa ông bà anh chị em, tin mừng chúng ta vừa nghe thì Chúa Giêsu đã có những đúc kết kinh nghiệm sống của con người bằng qua những hình ảnh liên tưởng tới cái vận động của cây trái trong tự nhiên. Không có cây nào tốt mà sinh trái xấu, và cũng không có cây nào xấu mà sinh trái tốt. Con người ta cũng thế, những gì bộc lộ ra bên ngoài, những việc làm của người ta, nó là phản ánh chính bản thân và tâm hồn của họ. Lời nói cay nghiệt, xúc phạm, soi mói, hạ nhục người khác là phản ánh của một tâm hồn đầy những rối loạn, hận thù, ganh ghét, ích kỷ. Những việc trái đạo lý, tổn hại người khác là hoa trái của một bản tính thiếu chính trực, không lương thiện và có khi là gian ác nữa. Chúng ta thử nhìn vào một mảng hiện thực xã hội hiện nay thì thấy rõ là như vậy. Bây giờ mạng xã hội YouTube hoặc là Facebook đã trở nên rất thân thuộc rồi. Ở đó ta thấy mọi thứ sự của đời sống đều có thể được bày tỏ qua những dòng trạng thái bằng câu chữ hoặc là qua những video hình ảnh âm thanh. Người đang có thể nói được đủ điều trong đó: tâm trạng, suy nghĩ, thái độ, nhãn quan, cuộc sống, vốn liếng, hiểu biết, vân vân đều có thể được bộc lộ ra. Đúng như điều Chúa nói, lòng đầy thì miệng mới nói ra. Và rồi cứ xem quả thì biết cây, nhìn vào những gì người ta thể hiện trên mạng xã hội đó cũng phần nào biết được tâm tính con người họ như thế nào. Tuy nhiên có một cái sự thật là người ta có thể tạo ra những hoa trái giả. Nó đẹp đẽ, bóng lưỡng, tốt tươi, vẹn toàn lắm, nhưng mà kẻ làm ra sản phẩm đó thì đầy những mưu mô xảo trá. Chẳng hạn, luôn thể hiện ra
là con người siêng năng chăm chỉ lễ lạy cầu kinh đủ các hội đoàn, nhưng mà nhân cách đời sống lại rất phản chứng đi. Rồi nhìn rộng ra xã hội chúng ta, chẳng hạn đã luôn tỏ ra và cố tô vẽ lên bằng mọi cách là biết lắng nghe góp ý, nhưng mà âm thầm phía sau là bắt bớ, là khủng bố, là bỏ tù những tiếng nói trái nghịch. Chẳng hạn thường kêu gọi và hăng hái vì công ích lắm, nhưng ẩn dưới là ham muốn phô trương danh tiếng và có thể là rút rỉa những đóng góp mồ hôi xương máu của bao người nữa. Những sự ấy đấy rất thật trong cuộc sống của chúng ta. Cho nên thưa ông bà anh chị em, Chúa Giêsu nhắc nhớ đối với người môn đệ, những gì thể hiện ra bên ngoài từ lời ăn tiếng nói, hành vi cử chỉ việc làm thì phải tương hợp, phải hoàn toàn ăn khớp với cái tâm tình bên trong. Vậy thì điều cần thiết và rất quan trọng là biết luôn bồi đắp nội tâm cõi lòng của mình, làm cho nó thành cái kho tàng phong phú của một tâm hồn và nhân cách tốt lành, để rồi cứ từ đó mà rút ra mà trao tặng cho đời, cho người những vật báu hay là những hoa trái tốt, ích lợi và mang lại hạnh phúc thực sự cho nhau. Mà như Chúa dạy, muốn cho con người chúng ta nên thống nhất từ bên trong bộc lộ ra bên ngoài thì cần đến cùng Chúa này, cần nghe lời Chúa và nhất là đem ra thực hành. Vì Chúa cũng đã hứa khi mà biết thi hành điều Chúa dạy đó thì cũng chính là ta đang xây dựng đời mình cách chắc chắn để đạt tới nước trời, như ngôi nhà được xây trên nền đá vững vàng vậy. Ngược lại, không thực hành lời Chúa, không thi hành lời Chúa thì chẳng mấy chốc đời ta sẽ sụp đổ tan tành và bao nhiêu thứ sự cứ từ đó mà phơi bày ra thôi. Amen. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, đoạn lời Chúa mà chúng ta vừa nghe ngày hôm nay, Chúa Giêsu Ngài nói đến một quy luật tự nhiên rất căn bản trong đời sống của con người chúng ta, đó là luật nhân quả. Lời Chúa hôm nay nói rất rõ, Chúa nói rằng không có cây nào tốt mà lại sinh trái xấu, cũng như không có cây nào xấu mà lại sinh trái tốt, và người ta không thể hái trái vả nơi bụi gai, cũng như không thể hái trái nho nơi dâu đất. Người tốt thì phát ra những điều tốt từ kho tàng tốt của mình, còn kẻ xấu thì phát ra những điều xấu từ kho tàng xấu của mình. Và Chúa còn nói thêm, lòng có đầy thì miệng mới nói ra. Qua lời Chúa ngày hôm nay, chúng ta thấy quả thực trong đời sống của chúng ta, đạo của chúng ta tin vào một Thiên Chúa là đấng nhân lành, luôn luôn yêu thương con người, và Ngài muốn con người cũng yêu thương nhau như chính Chúa đã yêu thương chúng ta. Và chúng ta phải trở nên hoàn thiện như Chúa là Cha của chúng ta ở trên trời là đấng hoàn thiện. Thế nhưng con người chúng ta nhiều khi tự cao tự đại, tự cho mình là người hoàn thiện, là người tốt lành. Và những người mà gọi là tốt lành thánh thiện thì không thể nào nói ra những lời cay độc để đay nghiến những người khác hay xúc phạm đến danh dự nhân phẩm của người khác. Chớ gì qua lời Chúa ngày hôm nay, xin Chúa thanh tẩy tâm hồn, miệng lưỡi, tâm trí của mỗi người chúng ta. Bởi vì mỗi điều chúng ta nói đều xuất phát từ lòng, từ những suy nghĩ của chúng ta. Xin Chúa thứ tha cho chúng ta, bởi vì không ít lần chúng ta đã xúc phạm đến Chúa, xúc phạm đến anh em. Và xin Chúa cho chúng ta can đảm đem lời Chúa ra thực hành trong đời sống của mình, đó là bằng tinh thần yêu thương, bằng sự phục vụ sẻ chia. Và chắc chắn những ai lắng nghe và thi hành lời Chúa, đó chính là người mà Chúa nói rằng những người đó đã xây nhà mình trên nền đá vững chắc.
Xin Chúa củng cố niềm tin của chúng ta trong cơn đại dịch này, để khi chúng ta trải qua những sóng gió này thì chúng ta nhận ra sự hiện diện của Chúa ở trong cuộc đời, trong gia đình của chúng ta, để chúng ta nhận ra Chúa chính là niềm vui, là hạnh phúc đích thực của mỗi người, mỗi gia đình chúng ta. Ông bà anh chị em thân mến, nghe đoạn tin mừng này chắc hẳn chúng ta thấy Chúa Giêsu nói với chúng ta nhiều điều để chúng ta suy nghĩ. Riêng bản thân con có một cái câu nói mà của Chúa Giêsu mà đánh động con rất nhiều, xin phép được chia sẻ với ông bà anh chị em. Đó là cái lời chất vấn của Chúa Giêsu: tại sao anh em gọi thầy lạy Chúa mà anh em không làm điều thầy dạy? Con đánh động cái lời này là bởi vì cái lời này nó khá thực tế, khá gần gũi với cái đời sống đức tin của mỗi người chúng ta. Còn với ông bà anh chị em, nhiều khi chúng ta dễ nói cái lời tạ ơn, cái lời ca ngợi, cái lời tôn vinh Chúa, nhưng mà nhiều khi sống cái điều răn yêu thương của Thiên Chúa chúng ta không làm được nhiều. Chúa dạy mình yêu như Chúa yêu, nhưng mà mặc dù cái miệng chúng ta là chúng ta ca ngợi Chúa, nhưng mà sống cái điều răn đó thì chúng ta không có sống nhiều. Hoặc là con với ông bà anh chị em, chúng ta có thể mình đọc kinh, mình lần chuỗi rất là nhiều, mình nhớ tới Chúa rất là nhiều, nhưng mà cái miệng của mình nói xấu hay mình chửi người khác cũng không ít. Hoặc là ngay trong thánh lễ, thưa ông bà anh chị em, mỗi một thánh lễ chúng ta biết rằng chúng ta được Thiên Chúa, được Giáo hội nhắc cho chúng ta ý thức rằng Chúa Giêsu đã hy sinh thân mình để cứu chúng ta. Nhưng mà nhiều khi ở trong đời sống thực tế, chúng ta lại ít có sự hy sinh, ít có bác ái với người khác. Và nhiều cái ví dụ nữa, thưa ông bà anh chị em, rõ ràng nó cho chúng ta thấy cái lời mà Chúa Giêsu nói hết sức là thực tế. Nó phản ánh hết sức đúng ở trong cái đời sống đức tin của mỗi người chúng ta. Và chúng ta phải suy nghĩ nhiều, phải chất vấn mình để chúng ta sống tốt. Ông bà anh chị em cũng biết ngày hôm nay chúng ta không biết bệnh đây thì sao, nhưng mà không biết bên Mỹ như thế nào, nhưng chúng ta biết là hôm nay là ngày 11 tháng 9. Là cũng, nếu mà nhiều người cũng biết là cũng 20 năm rồi là nước Mỹ họ bị gặp cái sự cố kinh hoàng bởi khủng bố. Nhưng rồi ông bà anh chị em thấy người ta cũng kêu ca đủ thứ, nhưng mà tới bây giờ 20 năm sau, thế giới nó cũng không có hòa bình được nhiều. Nhiều khi bản thân chúng ta có thể trách Chúa sao mà để những cái sự xấu nó xảy ra như vậy, nhưng mà chính chúng ta không có làm theo lời của Chúa. Tại sao anh em gọi thầy lạy Chúa? Tại sao anh em tuyên bố yêu thương, anh em cầu nguyện đủ thứ, mà lời thầy dạy yêu thương thì không có làm? Và chính vì nhiều khi chúng ta cứ trách Chúa tại sao không gìn giữ thế giới được hòa bình, nhưng chính mỗi người lại không biết sống luật của Chúa, không biết yêu thương nhau. Cho nên con nghĩ rằng cái lời chất vấn của Chúa ngày hôm nay nó cũng là nhắc chúng ta đừng có chỉ nói mà chúng ta phải làm, mà chúng ta cũng đừng có làm sai lời của Chúa, mà chúng ta hãy làm đúng cái điều Ngài dạy. Để rồi chính chúng ta không chỉ chứng tỏ cho người khác biết mình là người Kitô hữu, mà là còn góp phần xây dựng yêu thương, mà còn là chính mỗi người chúng ta sẽ tự đặt cho mình những cái viên đá vững chắc trong cái tòa nhà của mình. Xin cho lời Chúa ngày hôm nay chất vấn mỗi người chúng ta để giúp chúng ta sống ý thức hơn. Amen. Kính thưa ông bà, cô bác và anh chị em, trong suốt một tuần qua chúng ta được lắng nghe lời Chúa trích trong Phúc Âm của Thánh Luca ở chương 6. Với khởi đầu của một tuần mới, Thánh Luca mời gọi, ghi lại lời mời gọi của Chúa Giêsu với 12 tông đồ, đó là ngày thứ 3. Sau khi mà mời gọi các tông đồ bước theo Chúa,
Chúa Giêsu trao cho các ông một hiến chương nước trời để các ông sống điều đó. Đó là ngày thứ tư. Sau khi đã trao hiến chương cho các tông đồ rồi, Chúa Giêsu còn dạy thêm một bài học để các tông đồ sống điều đó. Đó là giới luật yêu thương. Yêu thương ngay cả những người bắt bớ làm hại mình. Đó là hôm ngày thứ năm. Rồi ngày hôm qua, ngày thứ sáu, Chúa Giêsu lại dạy cho các tông đồ trong việc sống chung với nhau. Các tông đồ phải là những người nêu gương sáng và phải là những người sáng suốt trong việc dạy dỗ và sửa lỗi cho anh em trong tình bác ái yêu thương. Và hôm nay đây, Thánh Luca đã dẫn đưa chúng ta đến đỉnh điểm mà Ngài muốn trình bày. Và để kết thúc chương 6 của Ngài, Ngài đưa ra một khuôn vàng thước ngọc để đo lường cái người môn đệ đích thực của Chúa Giêsu là như thế nào sau khi được mời gọi để sống với Chúa. Hãy xem quả thì biết cây. Cây tốt sẽ sinh cho trái tốt, và cây xấu thì sinh ra trái xấu. Và đồng thời, Thánh Luca cũng muốn nói với mọi người rằng, để xây dựng một nền tảng của người môn đệ đích thực thì phải dựa trên lời Chúa và thực hành lời Chúa trong đời sống của mình. Thì đó giống như là một người khôn ngoan xây nhà trên nền đá vững chắc. Đó là hai điểm nổi bật mà Thánh Luca muốn nói với chúng ta qua lời Chúa hôm nay. Bây giờ chúng ta đi vào từng những điểm một. Điểm thứ nhất, Thánh Luca ghi lại lời Chúa Giêsu dùng câu châm ngôn: xem quả thì biết cây. Chúa Giêsu nói: không có cây nào tốt mà sinh quả xấu, cũng không có cây nào xấu mà sinh quả tốt, vân vân. Người tốt thì lấy ra cái tốt từ kho tàng tốt của lòng mình, còn kẻ xấu thì lấy ra cái xấu từ kho tàng xấu. Vì vậy mà lòng đầy mới nói ra. Các tông đồ được Chúa mời gọi bước theo Chúa, lưu lại với Chúa và được Chúa giáo huấn. Và hôm nay đây, Chúa Giêsu đã mời gọi các tông đồ hãy tự trắc nghiệm lên lòng mình, để nhìn xem qua đời sống của mình và những việc làm đó, để thấy được cội nguồn của những hành vi và lời nói của mình nó phát xuất từ đâu. Nó là của những cây tốt hay là cây bị xấu. Cây tốt thì sẽ cho ra trái tốt, và cây xấu thì sinh ra trái xấu. Nó là một cái tiêu chuẩn để đo lường người môn đệ đích thực. Bởi vì nơi tâm hồn của con người sẽ chất chứa tất cả ở trong đó, và từ nơi đó nó sẽ chi phối đời sống và hành động thực tế ra bên ngoài. Và thưa ông bà, anh chị em, và nếu nơi tâm hồn của mỗi người chúng ta là những cây tốt thì sẽ sinh trái tốt. Trái tốt đó chính là hoa quả của thần khí. Mà thần khí thì sẽ sinh ra bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tính, hiền hòa và tiết độ. Còn ngược lại, nếu nơi tâm hồn của chúng ta không phải là hoa trái của thần khí mà phát xuất ra bên ngoài từ xác thịt, thì nó sẽ sinh ra thù hận, bất hòa, ghen tuông, nóng giận, vân vân. Đó là tiêu chuẩn để đo lường người môn đệ xác thịt. Người môn đệ xác thực đó được sống theo
hoa quả của thần khí là cây tốt hay là từ những cây xấu sẽ sinh ra trái xấu, đó là sống theo cái con người tự nhiên của bản năng của xác thịt. Và thưa ông bà, anh chị em, một điều chắc chắn để cho cái mảnh vườn tâm hồn của chúng ta có được những cây tốt và sinh ra những trái tốt, thì điều cần thiết phải có đó là những giống tốt và được chăm sóc tốt. Như vậy, giống tốt ở đâu và chăm sóc như thế nào? Chúng ta đi vào điểm thứ hai mà Thánh Luca muốn nói tới. Thánh Luca nói, để là đặt cái nền móng để người môn đệ trở thành một người môn đệ đích thực của Chúa thì phải được đặt nền móng vững chắc. Và nền móng đó, Chúa Giêsu nói, ai đến với Thầy và nghe những lời Thầy dạy mà đem ra thực hành thì ví như người khôn xây nhà mình trên nền đá vững chắc. Và còn và ngược lại, còn nếu ai lắng nghe lời Thầy mà không thực hành thì ví như người xây nhà mình trên mặt đất mà không có nền móng. Để rồi khi nước ùa vào nhà thì nhà đó bị sụp đổ ngay và bị phá vỡ tan tành. Thưa ông bà, anh chị em, bão tố đó là điều tất nhiên ở trong cuộc sống, trong đời sống tự nhiên. Khi tôi đang nói với ông bà, anh chị em đây, thì đang có hiện có hai cơn bão ở ngoài biển Đông đang tiến vào đất nước của chúng ta. Cơn bão áp sát vào bờ đó có tên là Con Son, mà chúng ta gọi là cơn bão số 5. Không biết rằng khi đi vào trong đất liền nó sẽ gây ảnh hưởng như thế nào đối với lại cuộc sống con người của chúng ta. Vì vậy, đối với một người biết tính toán thì khi xây dựng nhà mình phải xây dựng trên nền móng vững chắc và bằng những vật liệu chắc chắn và đúng kỹ thuật, để cho dù mưa sa bão tố, nước có ùa vào trong nhà mình thì ngôi nhà mình cũng có thể đứng vững được với thời gian và những yếu tố tác động từ bên ngoài. Cũng vậy, trong cuộc đời của mỗi người chúng ta, dù nhiều hay ít, chúng ta cũng sẽ gặp những cái bão tố trong cuộc đời của mình. Những bão tố đó là điều tất nhiên. Tuy nhiên, nếu như trong cuộc đời của chúng ta mình được đặt nền móng vững chắc để xây dựng cuộc đời của mình trên nền tảng bằng đá và những vật liệu vững chắc là chính lời Chúa và thực hành lời Chúa trong đời sống của chúng ta, thì những ơn ích của Chúa ban giúp cho chúng ta được đứng vững trên cái cuộc đời này, dù những bão táp, những khắc nghiệt khác của cuộc đời xảy ra trong mỗi người chúng ta cũng có thể đứng vững được, đứng vững trong đức tin, trong tâm hồn của mỗi người chúng ta. Thưa ông bà, anh chị em, cuộc sống có muôn vàn điều để chúng ta chọn lựa. Có những người chọn lựa để xây dựng cuộc đời của mình trên tiền tài, vật chất. Có người chọn lựa để xây dựng cuộc đời của mình trên danh vọng, địa vị. Cũng có những người chọn lựa để xây dựng cuộc đời của mình trên những cái thú vui trần tục, vân vân. Đó là tự do mỗi con người chúng ta có thể chọn lựa. Thế nhưng với thời gian và những thiên tai như là dịch bệnh gây nên những cảnh chết chóc như ngày hôm nay, thì thử hỏi những cái mà chúng ta chọn lựa để xây dựng cuộc đời của mình đó còn lại được gì? Tiền tài, danh vọng chăng? Sắc đẹp chăng? Chỉ cần một cái con virus nho nhỏ cũng có thể phá vỡ tất cả những điều đó. Còn đối với chúng ta là những người con cái Chúa, chúng ta
chọn điều gì để đặt nền tảng cho cuộc đời của mỗi người chúng ta. Đối với tác giả Thánh Vịnh 119 thì nói: lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng dẫn đường cho con đi. Còn trong lời Chúa của Thánh Luca hôm nay, Chúa Giêsu nói: người ai lắng nghe và thực thi lời của Chúa thì đó giống như là người khôn xây nhà trên nền đá vững chắc. Xin cho chúng ta biết chọn để xây dựng cuộc đời của mình, xây dựng cái ngôi nhà của mình trên nền đá vững chắc hơn là chúng ta xây dựng trên nền cát. Và sau cùng, thưa ông bà, anh chị em, để cây tốt sinh ra được trái tốt thì ắt hẳn phải có những cái giống tốt và được chăm sóc bằng những dưỡng chất tốt. Đời sống tâm linh của mỗi người chúng ta cũng vậy. Chúng ta là những người con cái Chúa, chúng ta được sinh ra từ một cái cội nguồn tốt, và chúng ta đang được nuôi dưỡng bởi những dưỡng chất tốt, đó chính là lời Chúa. Vậy thì ước mong rằng lời Chúa mà chúng ta được lắng nghe qua mỗi thánh lễ, chúng ta được lắng nghe qua lời Chúa trong gia đình, nó không phải chỉ nằm ở trên lý thuyết mà được thực hành trong đời sống hàng ngày của chúng ta, để rồi đời sống của mỗi người chúng ta được luôn sinh ra những hoa trái thiêng liêng tốt đẹp, là những trái tốt giúp ích cho giáo hội, cho xã hội và cho gia đình và cho từng người chúng ta. Amen.